Chương trình truyền hình thực tế mỗi ngày một đơn hàng của Say Nông tiếp tục được lên sóng. Vâng, và lời đầu tiên thì cũng như nhiều lời nói khác là hôm nay Say Nông tiếp tục bảo đơn rồi quý bà con ơi. Đây là công ty đang kiểm tra ba cái chiếc đèn thả. Đơn hàng đầu tiên đó chính là công ty đang kiểm tra ba chiếc đèn thả CD6128 công suất 100W để giao về cho vị khách hàng ở Lâm Đồng. Và chị khách hàng này đã mua đơn thứ hai rồi đó mọi người. Đơn đầu tiên á, chị ấy mua cũng là ba đèn thả CD100W để gắn cho chùa. Xong thì hôm nay mua tiếp tục ba đèn để gắn bổ sung thêm cái ánh sáng. Và cái đèn này nó sẽ có hai màu ánh sáng, là màu ánh sáng trắng và ánh sáng vàng tích hợp trong một. Cho nên là nó sẽ có cái độ sáng khá là tốt nè. Và cái chị khách hàng này thì cũng khá là thích thú và quay lại mua tiếp đơn hàng này. Và với cái sự tiện dụng là hai màu ánh sáng này thì quý khách có thể điều chỉnh theo ý muốn. Quý khách muốn màu ánh sáng trắng, quý khách sẽ điều khiển màu ánh sáng trắng. Ánh sáng vàng, quý khách sẽ bấm màu ánh sáng vàng. Cho nên là vị khách hàng cũng khá là thích thú và quay lại mua tiếp đơn hàng này đó mọi người. Và đơn hàng của chị thì em cũng vừa đóng xong rồi đây ạ. Chị chú ý điện thoại nhận đèn nha. Cảm ơn chị khách hàng xinh đẹp rất là nhiều. Và đơn hàng tiếp theo sẽ là một chiếc đèn đến từ thương hiệu FSW. Đó là dòng đèn đường pin rời giá rẻ đang khuyến mãi chỉ còn có 1.250.000 đồng. Và ngày nào thì cũng có 5 đến 6 cái bộ đèn này giao, nhưng mà ngày hôm nay chỉ có 3 bộ thôi. Và đây là một cái dòng đèn nằm trong phân khúc giá rẻ, nhưng mà đèn này thì nó rất là chịu đầu tư nha. Đèn đang sử dụng pin khói LiPho 4 với dung lượng pin là 20.000 mAh. Và em nhận được rất là nhiều phản hồi từ quý khách hàng đã sử dụng qua mẫu đèn này, thì họ đánh giá là về gần sáng thì cái chiếc đèn vẫn còn ánh sáng rất là tốt, pin lưu trữ của đèn rất là lâu và lâu hơn những cái dòng pin và sáng tốt hơn rất là nhiều so với những dòng đèn năng lượng mặt trời sử dụng pin lithium dạng viên. Vì thế cho nên là khi mà cái sản phẩm này được giảm giá trong dịp Tết thì khách hàng đã mua rất là nhiều. Và đơn hàng này thì em sẽ gửi cho anh Thanh ở Nhà Bè. Và do là dịp cận Tết nhiều đơn nên là em không thể nào đi giao trực tiếp được, mà em chỉ có thể gửi hàng qua giao hàng tiết kiệm thôi. Cho nên là anh cũng chú ý điện thoại nhận hàng giúp em nha. Và anh khách này cũng rất là dễ thương, là ảnh đã mua 5 bộ đèn FSW 300W trước rồi. Sau đó thì cũng có chụp hình thực tế lại và gửi cho em để em đăng cho mọi người xem á. Và cái video đó cũng như là cái hình ảnh của anh khách gửi thì em cũng đã có làm video rồi. Khách hàng phản hồi khen là em cũng thấy vui rồi, nhưng mà anh khách này lại vừa khen vừa chụp hình rất là có tâm luôn nha. Và em cũng xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng cũng như là ủng hộ và hỗ trợ của anh cho công ty Say Nông Solar rất là nhiều luôn. Và tiếp theo thì mời mọi người hãy nhìn ngắm thiệt kỹ một lần nữa chân dung của chiếc đèn pha Xenon Deluxe công suất 500W cuối cùng sắp về tay của chủ mới. Dòng đèn Xenon Deluxe 500W chính thức hết hàng nha bà con ơi. Một lô Xenon quá là thành công của công ty luôn. Và với ba mẫu đèn đường và với ba mẫu đèn pha năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Xenon thì đang được dần hoàn thiện và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khách hàng. Và công ty cảm thấy rất là vui khi mà đứa con tinh thần công ty lại được quý khách hàng lại ủng hộ nhiều đến như vậy. Và đến nay thì vẫn còn nhiều khách quen cũng như là khách hàng mới vẫn tìm mua Say Nông. Nhưng mà nhân đây thì My cũng xin nói luôn, đó chính là các dòng đèn đến từ thương hiệu Say Nông thì chúng tôi sẽ dần chuyển sang dòng đèn đến từ thương hiệu Rolex luôn. Có thể là Say Nông sẽ không về hàng nữa mà thay vào đó là dòng Rolex siêu xịn sò. Và thiệt ra mà nói thì với cái dòng đèn Rolex thì chất lượng vẫn cao hơn dòng đèn Say Nông hơn một level lận. Nên là ngại gì mà không triển luôn Rolex đúng không mọi người? Bây giờ thì mời mọi người cùng nhìn ngắm qua cái nhan sắc của em Xenon Deluxe 500W này lần nữa nha. Chứ hết cái video này thì mấy video sau nữa thì mọi người không có thấy em giới thiệu về mẫu đèn nữa đâu mọi người. Bởi vì là nó hết hàng mất tiêu rồi. Và với cái đơn hàng Xenon Deluxe này thì khách hàng còn mua thêm hai cái chiếc đèn nữa, đó chính là một chiếc đèn Rolex 200W và một chiếc đèn thả CD100W nữa nha bà con. Nhưng mà cái khúc này em lia máy quá trời mà em quên bấm nút quay á, cho nên lần khúc này em quay không có được. Mọi người thông cảm giúp em nha, em cũng hơi buồn á nhưng mà không sao. Và lấy tinh thần lại cho anh món hàng, anh muốn tiếp một cái đèn Rolex 3.0 500W nè. Và cái mẫu này thì độ sáng là khỏi bàn luôn rồi, em đã nói rất là nhiều rồi nên là chắc không cần phải nói lại rồi đúng không mọi người. Cái độ sáng của nó thì phải nói là đỉnh của chớp luôn. Nên là nếu khách hàng nào cần lắp sân bóng mini nè, sân cầu lông mà không dùng đèn này thì rất là phí lắm luôn á. Rất là phí lắm luôn á. Và nên là bà con nào có công trình thì alo em để em tư vấn thêm, cũng như là lựa chọn chiếc đèn này để gắn cho công trình của mình đi. Chắc chắn là mọi người sẽ không có thất vọng đâu. Em thấy là bữa nào bảo đơn á, cái em nói chuyện rất là nhanh và rất là vui, cái xong cái em nói cái gì đâu em cũng không biết nữa, là hơi đụng củ một tí, mọi người thông cảm giùm em nha. Và có lời nói đầu tiên để mở màn thì chắc chắn là cũng sẽ có lời nói cuối cùng để kết clip. Xenon cũng rất là cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể cô, chú, bác, anh chị gần xa đã luôn quan tâm các sản phẩm Xenon Rolex tại đơn vị của chúng tôi trong suốt một năm vừa qua.
cảm ơn không biết sao cho hết, nên là video nào thì em cũng sẽ cảm ơn mọi người như vậy nha. Với sự ủng hộ của khách hàng là niềm vui, là động lực để chúng tôi có thể phát triển hơn. Có quý khách hàng mới có xe nông ngày hôm nay. Và một lần nữa có quý khách mới có xe nông ngày hôm nay. Và mới cũng xin một lần nữa gửi một lời cảm ơn chân thành, chân thực và trân trọng nhất đến tất cả quý khách hàng gần xa. Quý khách hàng thân thương có một mùa Tết vui vẻ, nhiều may mắn, ngập tràn tiếng cười và sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Năm sau tiếp tục ủng hộ công ty xe nông nha mọi người. Và cái video ngày hôm nay của em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Bảo đơn là em vui rồi. Do là dịp cận Tết thì My cũng phải về quê đó mọi người, My cũng phải nghỉ Tết đó. Thì My xin thông báo luôn là vào ngày 26 Tết thì công ty xe nông Solarline chính thức nghỉ Tết. Nhưng mà những cái đơn hàng của khách hàng cũng như là My chỉ nhận đơn đến ngày 15 tây thôi, 15 tây tháng 1 2023. Cho nên nếu khách hàng nào có thích thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để chốt đơn. Nếu mà sau ngày 15 tây quý khách mới đặt hàng thì tất cả các đơn hàng thì công ty Xenon Solarline xin hẹn lại quý khách qua Tết thì chúng tôi mới gửi được nha. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ công ty. Và công ty Xenon Solarline đang khuyến mãi rất là nhiều, nên là nếu có khách hàng nào có chốt đèn năng lượng mặt trời thì hãy chốt đơn luôn trong ngày mai để chúng tôi có thể kịp gửi đơn hàng trước Tết cho quý khách nha. Cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều. Và video ngày hôm nay của em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.